Xin chào các bạn. Trong xu thế thay đổi liên tục về ngành nghiệp hiện nay, ngành học này luôn mang tính chất ổn định rất cao, thu hút đông đảo nhiều bạn trẻ theo học và gắn bó. Đặc biệt đối với những chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì ngành học này giúp các bạn tìm ra một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trong tương lai. Vậy ngành học này là gì? Các bạn sẽ có câu trả lời ngay sau đây thôi. Xin mời các bạn cùng xem clip thông tin dưới đây nhé. Như các bạn đã biết, đằng sau một doanh nghiệp thành công là hình bóng của một bộ phận kế toán giỏi. Kế toán giúp doanh nghiệp kiếm tiền và tiêu tiền một cách khôn ngoan. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần kế toán và bắt buộc phải có kế toán theo luật định. Đặc biệt, kế toán là một trong 8 ngành nghề được tự do di chuyển lao động giữa các nước trong khối ASEAN. Điều này mở ra cơ hội làm việc tại các thị trường lao động quốc tế cho sinh viên theo học ngành này. Ngành kế toán là gì? Kế toán là nghệ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế, xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động trong doanh nghiệp. Sinh viên kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về tài chính doanh nghiệp thông qua các nghiệp vụ tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu, các kiến thức về khung pháp lý và quy định về đạo đức nghề nghiệp của ngành này. Học kế toán, ra trường làm gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành kế toán có rất nhiều sự lựa chọn về việc làm khác nhau, cụ thể như sau: chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính, giao dịch ngân hàng, kế toán trưởng, quản lý tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước, giảng dạy ở các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Tùy vào quy mô hoạt động, trung bình mỗi doanh nghiệp đều cần từ 2 đến 6 kế toán viên. Chính vì thế, cơ hội việc làm cho các tân cử nhân ngành kế toán là vô cùng rộng mở. Sinh viên kế toán tại trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ được học những gì? Tại đây, trong 2 năm đầu, các bạn được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, pháp luật, tiếng Anh chuyên ngành. Sau đó, học các môn chuyên ngành, các bạn sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán, kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, quy định về đạo đức nghề nghiệp. Các bạn được đào tạo kiến thức lý thuyết song song với thực hành, xuyên suốt trong quá trình học. Nhà trường liên kết với công ty cổ phần MISA và các công ty kế toán khác trong nước tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội đi thực tập, làm việc thực tế tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường còn trang bị thêm kỹ năng mềm và ngoại ngữ giúp cho các bạn phát triển sự nghiệp trong tương lai. Mình tin chắc rằng các bạn đã có những thông tin cần thiết về ngành học kế toán sau khi xem clip này. Vậy, còn chần chờ gì nữa? Hãy theo đuổi đam mê của mình nếu các bạn thật sự yêu thích và sở hữu những yếu tố cần thiết. Nếu các bạn còn có bất cứ thắc mắc gì về việc chọn trường, chọn ngành, hãy để lại câu hỏi phía dưới. Nhóm biên tập viên của IOV sẽ giải đáp ngay mọi thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn thành công với ngành nghiệp mà các bạn đã chọn. Xin chào và hẹn gặp lại!